Chào quý vị và các bạn đến với bản tin 48 giờ thứ sáu ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận chuẩn bị khởi công dự án hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải. Thành phố Kon Tum chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Ninh Thuận chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Quản trị đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tiếp xúc với cử tri xã Thành Hải và khảo sát thực tế tại khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã hứa với cử tri ở đây chậm nhất trong tháng 6 năm 2023, thành phố sẽ khởi công đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải. Hiện mốc thời điểm đưa ra đã đến và dự án cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc khởi công, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải được thành lập cách đây 20 năm, nhưng do khó khăn về nguồn vốn, vì vậy đến nay khu dân cư này vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước. Giải quyết kiến nghị của người dân xã Thành Hải, ngày 9 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải. Đến thời điểm này, các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư đã cơ bản hoàn tất. Cái khâu là phê duyệt dự án, rồi thiết kế cơ sở, rồi thiết kế bản vẽ thi công, sau thiết kế cơ sở cũng đã duyệt xong và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng đã đăng tải. Hồ sơ mời thầu cũng đã được đăng tải. Được biết, trong tháng 6 năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ tiến hành khởi công xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ kết cấu hạ tầng đối với khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải. Các hộ dân ở đây hết sức vui mừng. Rất phấn khởi và vui vẻ. Có thể là một mình tôi phóng hết cái loa là chiều nay là coi như là tất cả bà con ở khu vực này đều biết hết. Là đường này sắp sửa lành. Xóm làng khang trang thì con người cũng phấn khởi, vui vẻ. Và các vị lãnh đạo đã hứa trong một thời gian sớm nhất, ngắn nhất và thực hiện đúng theo cái thời điểm mà họ đã nói chuyện với cử tri, với nhân dân. Dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải có tổng mức đầu tư hơn 33,3 tỷ đồng. Trong 13 tuyến đường của khu dân cư sẽ có 40 đường chính, sẽ được nhựa hóa, 9 tuyến đường nội bộ được bê tông cùng đầy đủ hệ thống chiếu sáng, công viên cây xanh và hệ thống cấp thoát nước dọc các tuyến đường. Thì Hội đồng Nhân dân bằng cái nỗ lực quyết tâm cao là thực hiện cho bằng được, tìm nguồn vốn, tìm kinh phí bằng cái nguồn vốn của thành phố để rồi thực hiện cái hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư của cụm công nghiệp xã Thành Hải, góp phần và thực hiện xây dựng xã Thành Hải là nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Được biết, sau khi khởi công, dự án đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ hoàn thành trong 7 tháng, được khởi công vào tháng 6. Nhiều khả năng dự án này sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 785 công trình thủy lợi, trong đó có 610 hồ chứa, với tổng dung tích khoảng 650 triệu mét khối nước, 118 đập dân, 57 trạm bơm và 2 hệ thống đề bao. Nhiều hồ đập thủy lợi được xây dựng từ lâu, sau nhiều năm khai thác chịu tác động của thiên nhiên nên đã xuống cấp, năng lực tứ giảm, nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ rất lớn, cần sớm được nâng cấp sửa chữa. Diện tích đất canh tác nông nghiệp toàn tỉnh Đắk Lắk khoảng 655.000 ha, diện tích được tưới trực tiếp từ công trình thủy lợi chỉ đạt khoảng 47%, diện tích cây trồng cần tưới. Trong khi đó, những năm qua, do khó khăn về nguồn vốn nên hiện nay mới đầu tư sửa chữa nâng cấp được 77 trên 307 hồ đập đã xuống cấp, đạt tỷ lệ khoảng 25%. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 10 công trình thủy lợi xuống cấp đang được gấp rút sửa chữa nâng cấp, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Đắk Lắk đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 từ nguồn đầu tư của Bộ, chương trình dự án phòng chống thiên tai, các dự án ODA và các nguồn đầu tư khác.
Trong đó, ưu tiên các công trình có quy mô lớn, tình trạng hư hỏng nặng còn phải sửa chữa gấp, với tổng kinh phí 25.602 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đào tạo nghề cho 9.500 người, giải quyết việc làm mới cho 16.000 lao động, đưa 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương tăng cường tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và định hướng cho người lao động tham gia làm việc ở nước ngoài, đồng thời tăng cường hợp tác và liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đào tạo nghề, việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tùy theo điều kiện tình hình thực tế, mỗi địa phương đơn vị có giải pháp hỗ trợ và khuyến khích người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và có chính sách sử dụng lao động khi về nước. Thưa quý vị và các bạn, với sự nhạy bén sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Thường Lan ở khu phố 2, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã làm giàu nhờ nghề ươm nho giống. 20 năm qua, trại ươm nho giống Sáu Lan đã cung cấp nho giống cho nhiều nông dân trồng nho trong và ngoài tỉnh, mỗi năm đem lại nguồn thu từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thường Lan cho rằng, trồng nho theo phương pháp cắm cành trực tiếp lâu nay không hiệu quả. Còn trồng nho theo phương pháp ghép cành trên thân nho dài sẽ giúp cây có sức đề kháng tốt, giảm sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng quả nho. Sau một năm tìm tòi, ông quyết định gom góp toàn bộ vốn liếng thành lập trại ươm nho giống trên diện tích 6 sào, lấy tên Sáu Lan. Trên tỉnh Ninh Thuận này là không có ai mà còn nho trực tiếp nữa, chỉ hôm qua ghép. Tại vì sao? Tại vì trực tiếp nó có 2 tấn trên một sào à, mà ghép nó 4-5 tấn trên một sào. Năm 2014, ông xây dựng nhà lưới với kinh phí gần 1 tỷ đồng để sản xuất nho ghép theo hướng việt gáp và đầu tư hệ thống lọc khí để điều chỉnh nhiệt độ. Nhờ đó, nho giống sinh trưởng tốt, sức đề kháng tốt, được người trồng nho ưa chuộng, giúp gia đình có thu nhập từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một năm. Khi sản xuất kinh doanh hiệu quả, ông đã đóng góp cùng địa phương hạ thế lưới điện, phục vụ sản xuất và bê tông đường giao thông để người dân đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi. Cô bác người ta thấy vậy là người ta đồng tình, là sẵn sàng hỗ trợ cho chú Lan để có được con đường ngày hôm nay rộng rãi, mát mẻ và đổ bê tông như bữa nay. Ông là một gương điển hình về cái việc mà gọi là tạo được giống nho mới, góp phần là giải quyết nhờ việc làm của bà con ở địa phương, đồng thời là ông tăng cường gọi là phát triển được cái mô hình mà trồng giống nho trên địa bàn phường. Hiện nay, ngoài trồng nho giống, ông Nguyễn Thường Lan còn nghiên cứu trồng nho bonsai và nho cảnh. Mỗi năm, cơ sở của ông xuất bán gần 5.000 gốc nho bonsai và nho cảnh, giúp gia đình có thu nhập đáng kể. Ngoài ra, ông đang đầu tư trồng nho hữu cơ trong nhà màng với diện tích gần 2.000 m² để phục vụ nhu cầu nho sạch cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Bữa nay đó là nông dân mà muốn sản xuất bền vững thì phải chuyển qua hữu cơ, là nông nghiệp hữu cơ là bền vững nhất hiện nay. Mà muốn làm nông nghiệp hữu cơ là phải tìm tòi học hỏi. Tôi có nhiều đi nhiều nơi để tìm tòi học hỏi cái bề hữu cơ này. Thì nay này tôi đã làm đã thành công. Với sự năng động sáng tạo vì cộng đồng, ông Nguyễn Thường Lan được bầu chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương và cấp tỉnh. Ông cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nho Ninh Thuận. Đặc biệt, ông là một trong 5 điển hình tiên tiến của tỉnh được cử tham dự Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2023. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo kế hoạch, lễ hội trái cây Ninh Sơn lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6 năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể còn bảo vệ khẩn cấp và lễ hội Nho Vàng Ninh Thuận năm 2023. Đến với lễ hội trái cây Ninh Sơn lần thứ nhất năm 2023, du khách sẽ được tham quan và trải nghiệm 18 gian hàng trưng bày các loại trái cây và sản phẩm đặc thù của các địa phương, doanh nghiệp như sầu riêng, măng cụt, mít, chôm chôm, chanh không hạt, dưa lưới, táo, măng tây xanh, nho, các sản phẩm từ hạt điều, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ tiện, rượu cần, gùi, nỏ.
cùng với các gian hàng ẩm thực, món ăn truyền thống được chế biến từ thịt dê, thịt cừu, thịt bò, thịt gà, bánh cành cá lóc, bánh bột lọc. Bên cạnh đó, tại lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động khác như hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình, kết nối yêu thương, hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật, hội thảo tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng trái cây xuất khẩu huyện Ninh Sơn. Cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch, Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023 lần thứ 10 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 với hơn 70 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức tập trung tại thành phố Nha Trang và một số địa phương khác trong tỉnh. Đến nay, về cơ bản, các công tác chuẩn bị đã hoàn tất để Festival Biển diễn ra theo đúng kế hoạch. Lễ khai mạc với chủ đề Khánh Hòa khát vọng bừng sáng sẽ diễn ra vào tối ngày 3 tháng 6, với điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật của hơn 1.650 thiết bị bay không người lái, tái hiện những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đất và người Khánh Hòa bằng ngôn ngữ ánh sáng, tạo nên nhiều hình ảnh sống động trên bầu trời. Năm nay, lần đầu tiên sân khấu chương trình được dựng ở phía biển, thay vì dựng ở phía trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa như chính kỳ Festival Biển trước đây. Điều này được kỳ vọng sẽ đem lại sự mới lạ, độc đáo trong các chương trình. Hoạt động tuyên truyền trực quan cho Festival Biển cũng đã được triển khai đồng loạt trên các tuyến đường, những vị trí đẹp trên địa bàn thành phố Nha Trang và các địa phương trong tỉnh. Thành phố Nha Trang cũng đã hoàn thiện công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường để thành phố thêm xanh sạch đẹp trước thềm sự kiện. Hiện đang là thời điểm giao mùa, điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và dễ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, thành phố Kon Tum tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh trong nhân dân, tăng cường kiểm tra giám sát các điểm có nguy cơ về dịch bệnh, triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng ở các khu dân cư. Với phương châm không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, diệt lăng quăng là biện pháp ưu tiên hàng đầu, ít tốn kém và hiệu quả nhất. Vì thế, để chủ động ngăn chặn phòng chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, các xã phường trên địa bàn thành phố Kon Tum đã đồng loạt triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng. Các ngành đoàn thể đến hộ gia đình kiểm tra các dụng cụ chứa nước và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng phế thải chứa nước xung quanh nhà, ngăn không cho muỗi sinh sản. Vận động ký cam kết diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống dịch sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chăm sóc trẻ em vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm và luôn được các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Vấn đề này đang gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi các ngành, các cấp và toàn xã hội đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em để các em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện. Chị mới 12 tuổi, em N ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, đã bị một thanh niên 23 tuổi xâm hại tình dục, dẫn đến mang thai. Sau khi sự việc được phát hiện, các cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi động viên và chia sẻ với em cùng gia đình. Nhưng đến nay, khi cái thai của em đã hơn 5 tháng, nhưng vụ việc vẫn chưa đưa ra ánh sáng. Tôi cũng cầu cho công an đồ lộng để bắt những người mà hại xâm hại con tôi đó, rồi giải quyết cho gia đình tôi được, cho ấy cho con tôi. Tại huyện Ninh Phước, những vụ việc bạo hành học đường thường xuyên xảy ra, nguyên nhân từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nói xấu nhau trên mạng xã hội. Các em còn nhỏ chưa có hiểu được cái sự nguy hiểm hoặc là cái những cái về cái kiến thức là không cái về cái kiến thức của trong cái xử lý khi mà gặp bạn bè là bị đánh hội đồng, thì các em thường là dùng điện thoại là để quay cái clip để tung lên mạng, chưa do các em chưa biết được cái tính chất của vụ việc là nghiêm trọng. Đây là hình ảnh một học sinh bị một nhóm bạn đánh hội đồng tại hồ Bầu Sôn thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước vào ngày 21 tháng 5 năm 2023. Tiếp đó, nhóm học sinh này đến nhà một em khác và đánh em này gây thương tích. Điều đáng nói là trong lúc đánh nhau, các em còn quay clip đưa lên mạng xã hội. Ai thấy cũng rơi nước mắt chân bạn mình tôi. Ông Phạm Công Thảo, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước cho biết, sự việc xảy ra ngoài nhà trường,
có sự tham gia của học sinh và thanh niên ở nhiều thôn trên địa bàn huyện. Sự việc này đã tạo dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong học sinh cũng như là trong giáo viên về cái vấn đề bạo lực học đường và đưa vào trong cái quy chế đánh giá xếp loại thi đua đối với giáo viên chủ nhiệm nếu trường hợp mà lớp có học sinh tham gia những cái vụ việc đánh nhau. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ 5 tháng đầu năm 2023, Ninh Thuận đã xảy ra 19 vụ trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại tình dục và bạo lực học đường, bạo hành trẻ em. Trong đó có 11 vụ tai nạn thương tích, làm 13 em tử vong do đuối nước, 2 em tử vong do tai nạn giao thông và 5 em bị xâm hại tình dục. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tiếp cái chỉ thị 19 của tỉnh ủy, ban hành nhiều văn bản, đặc biệt đó là trong cái phòng chống tai nạn thương tích, trong vấn đề bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tinh thần cũng như là đời sống vật chất cho trẻ. Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vừa qua, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các đơn vị, tổ chức địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em nhằm giảm thiểu tổn hại đến trẻ em. Phần cuối bản tin là thông tin về tình hình an ninh trật tự. Sau dịch COVID-19, nhu cầu lao động qua Lào làm ăn, buôn bán tăng cao, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vì thế cũng diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác chốt chặn kiểm soát chặt chẽ biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả và ngăn chặn thành công hàng loạt vụ vượt biên trái phép. Quảng Trị có đường biên giới dài tiếp giáp với hai tỉnh Salavan, Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với hai cặp cửa khẩu quốc tế, bốn cặp cửa khẩu phụ. Cùng với đó, trên tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Trị và các địa phương của Lào có địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, sông suối biên giới dễ qua lại. Đây cũng là cơ hội cho nhiều đối tượng lợi dụng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã bị Bộ đội Biên phòng ngăn chặn. Đảng ủy, Ban chỉ đạo biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung tuyên truyền cho các hộ dân sát biên giới có nguy cơ khả năng cao sẽ vi phạm về cái loại tội phạm này, tập trung tuyên truyền sâu về pháp luật, là kết hợp với sự là vận dụng cái người có uy tín, già làng, trưởng bản, thôn trưởng, người có uy tín ở trong thôn để mà tuyên truyền nhân dân ở vùng biên giới hiểu. Với sự vào cuộc quyết liệt, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh hiệu quả và ngăn chặn thành công hàng loạt vụ vượt biên trái phép sang Lào và ngược lại. Bản tin thời sự buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.